vừa mới chất ra luôn các bạn. Chuẩn bị là chất lên sẵn thôi, tại vì chưa có thời gian. Qua lễ thì mình sẽ dán nhãn, thì từ mình sẽ nhận hàng từ ngày hôm nhận đơn lên đơn ngày hôm nay, rồi tới qua lễ là mình sẽ giao hàng cho các bạn. Thì đi tỉnh thì tầm khoảng từ 2 tới 3 ngày là các bạn sẽ nhận được rồi, còn trong Sài Gòn thì nếu mà mình cần gấp á thì mình sẽ ship hỏa tốc. Cho con thêm một ly ép dưa hấu nữa đi, thêm một ly nữa, uống cho nó đã, nóng quá, Sài Gòn nóng quá. Không cần lấy con ly này đâu nha, lấy ly mũ được rồi. Kiểu cách là kiểu cọt quá. Này cái này nhẹ hả, không phải ly thủy tinh. Cô nè, tới mà khách kêu á đừng có lấy cái nguyên cái ca ra đổ vậy nha. Vui không? Xin chào các bạn, mình là Ánh, các bạn đang xem kênh của Ánh Cua. Ngày hôm nay là Ánh Cua có mặt ở 22 Cửu Long, phường 15, quận 10, bên cửa hàng đặc sản thiên nhiên Cà Mau của Ánh Cua. Thì mình qua hồi sáng rồi và bây giờ là ăn bữa cơm, cũng là toàn những đặc sản Cà Mau luôn. Và với clip này Ánh Cua cũng thông báo đến các bạn lịch nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Thì lịch nhà nước là nghỉ 5 ngày nhưng mà bên Ánh Cua nghỉ 4 ngày thôi, là bắt đầu từ ngày 29 tới hết ngày 3 tháng 5, 29, 30, mùng 1, mùng 2, hết ngày 2 tháng 5. Thì ngày 3 tháng 5 là bên cửa hàng mình sẽ mở bán lại nha. Nhưng mà trong 4 ngày nghỉ lễ thì bên mình vẫn nghe hotline, vẫn lên đơn. Nhưng mà giao hàng thì ngày 3 tháng 5 thì sẽ giao hàng cho các bạn nha. Còn bây giờ thì Ánh Cua mời các bạn cùng dùng bữa cơm trưa với mình. Giới thiệu sơ sơ nha, nói chung là qua đây là mình bán cái gì ăn cái đó. Đó, trái sake ở cái cây sake ở trước nhà. Ui ôi, giật mình luôn, hơn là xe không có đậu ở trước đó. Gung đó luôn. Xe luôn á. Gung tay khúc đó. Giới thiệu các bạn nha, qua bên đây thì mình sẽ ăn bán gì ăn đó. Thường là sẽ có cá sặc nè. Đó, cái này là cô nấu ăn ở cửa hàng á là đã lấy xương ra sẵn hết trơn. Nói chung là sợ mấy đứa mắc xương thương lắm. Nhìn bé vậy, nhìn bé vậy. Sợ nhìn bé vậy, ăn phải gỡ xương trước vậy đó. Rồi không thể thiếu đó là mắm tôm chua. Lúc nào qua đây ăn cũng có mắm tôm chua. Xong rồi cái mình order thêm mấy cái gỏi cuốn ở bên bún nước lèo qua, cái mình sẽ kẹp với mắm tôm chua. Nhưng mà đó là mình ăn buổi chiều, còn giờ ăn với cơm thôi. Thịt luộc kẹp với mắm tôm chua. Rồi một cái món thần thánh bên Ánh Cua nữa, đó là ba khía. Trời ơi, ba khía trộn tỏi ớt đó. Bữa nay thật sự thì chia sẻ với các bạn là mình chụp sản phẩm, Quỳnh chụp sản phẩm cho nên là hơi kiểu cọt chút xíu. Chứ thật ra ăn thì không có mấy miếng chanh cắt như rồi gì rau thơm đồ để gắn ở đây đâu đó. Nhưng mà trộn á, hũ sẵn á, thì mình sẽ có ớt xiêm xanh nè, ớt xiêm xanh nè, rồi ớt đỏ nè. Đó, ba khía các bạn là đúng chuẩn ba khía gạch gốc Cà Mau luôn nha. Một hũ 800g là 250.000. Rồi, kho quẹt, rau luộc với kho quẹt. Trời, nhìn dĩa rau ngon quá. Kho quẹt là dùng tôm khô đất ở bên mình luôn nha. Chơi hơi sang là cái này là tôm loại 2 nè. Tôm đất loại 2, 1 ký là 1.620.000 1 ký, đóng gói nửa ký. Và rau luộc chấm với kho quẹt. Đó, hấp dẫn chưa? Với một cái món mà Ánh Cua vừa mới mua, vừa mới giao sáng nay luôn, đó là chả mực Hạ Long. Thì Ánh Cua vừa mới đi Hạ Long, Hà Nội về thì ăn rất là ngon, cho nên là mình về mình order, trời ơi sao mà chả mực ngon quá, chả mực nguyên chất luôn nha. Chia sẻ với các bạn là mình mua là 1 ký là gần 600.000 1 ký chả mực. Giá hơi cao à, tại vì nguyên chất mà. Có chỗ bán 700.000 luôn á. Ôi, ok. Canh rau má với nấu tôm khô. Rồi bây giờ mình mời cả nhà nha. Ngày hôm nay thì bữa cơm này mình 4 người. Rồi mời chị. Mời Trinh. Quỳnh lát ăn sao. Mời cả nhà nha. Nào, tôm thiên nhiên nha các bạn. Thì con tôm này nó có bự có nhỏ, chứ không nó không có đều với nhau. Nè con này bự chà bá luôn nè. Con này là tôm đất rồi nè. Còn con này là tôm bạc nè. Đó coi có con nhỏ vừa vừa. Bự chà bá nhỏ xíu xíu. Bự chà bá nhỏ xíu xíu.
Tới lúc mà tư vấn với khách đó, khách nói sao mà tôm gì mà con bự con nhỏ, thì tôm thiên nhiên mà nó đâu có đồng đều size với nhau đâu, nhưng mà nó không phải là nhỏ nhưng mà nó chấp nhận được, chứ không phải là kiểu mà nhỏ rí đâu, thì mình đã lọc sẵn hết trơn rồi. À, vừa và lớn là sẽ làm mắm tôm, còn nhỏ xíu là mình có bán chả tôm nha, nhỏ xíu là đem đi làm chả tôm nguyên chất luôn. Đu đủ nó giòn đó, kẹp với miếng đu đủ nè, rồi con mắm con mắm này ăn con mắm kia đó, mời cả nhà. Ngon quá, chua. Cái này anh Phương nghĩ là các bạn mua đợt mắm tôm này á, không cần phải nặng thêm tắc nữa đâu. Rồi nó chua là như mình là theo với anh Cua là thấy là nó vừa ăn rồi đó. Mình thì thích ăn chua nhiều hơn chút. Ba khía, trộn tỏi ớt. Rồi cái càng đó nè, bự chưa? Mà ăn cái ngoe. Cái này là một hũ 800g là 250.000 nha các bạn nha. Nhưng mà mình chỉ giao trong nước thôi, không ba khía thì mình sẽ không có gửi đi quốc tế. Tại gửi đi quốc tế đóng thùng mà cả mười mấy ngày thì ba khía sẽ ăn, khi mà nhận hàng thì ăn không có ngon đâu. Chua chua ngọt ngọt, không mặn nha. Tại vì á, ba khía bên mình á, làm muối là nó vừa ăn rồi, chứ không phải là muối mà để giữ thịt lâu. Cho nên cái hạn sử dụng của nó là không có để lâu được á các bạn. Nè, để tủ mát làm, ngày ăn trong vòng bao lâu? Ba tháng. Để tủ mát ăn trong vòng 3 tháng, chứ không phải là ba khía muối mặn mà để ăn cả nửa năm đâu. Nó rất là vừa. Ba khía là tuyển chọn từng con ngon đó nha. Thường là hồi còn nhỏ là mình ăn ba khía mà muối ra xong rồi trộn là mình thích hút cái ngoe. Hút một cái là như cái tọt, cái xong là nó vô họng luôn. Nhưng mà cái này là trộn sẵn trong một thời gian mà nó ngâm á, nó không có quá mặn á các bạn. Cho nên là nhiều khi mình hút không được, nhưng mà mình ăn nó lần cái miếng thịt nó ra. Ghê vậy. Điêu luyện luôn mà, dân Cà Mau mà phải vậy thôi. Nè chị Nghi. Nè ăn hút thử đi. Ăn cái này là hao cơm lắm. Giết nồi. Trời, bà phía mình bán ngon quá. À, bán những đặc sản bên này là phải ăn thử qua hết để biết đường, mà còn tư vấn cho khách rồi hương vị rồi cái gia vị mình nêm nếm đâu. Trời ơi, hút dữ vậy bạn. Hút ra không? Nói chung là nó sẽ tì ngoe. Đậu bắp chấm khô quẹt. Cái này kho này hơi tôm khô hơi nhiều ha. Không có nước để chấm luôn thiệt chứ. Nhìn là biết. Nhà có điều kiện. Nhìn là biết nhà làm rồi. Kho quẹt nhà làm khác với ở ngoài lắm. Hình như là không có tóp mỡ không? À có tóp mỡ nhưng mà rất ít. Chủ yếu là tôm khô. Mời cả nhà. Các bạn nếu mà mua tôm khô về mà kho quẹt thì nên mua cái loại 3. Loại nhỏ nhất. Mà nó cũng là tôm đất, ăn nó vẫn ngọt, ngon giống nhau, nhưng mà có cái là cái size nó nhỏ thôi, nhưng mà giá nó sẽ rẻ hơn. Thêm tí tóp mỡ. Ăn xong là anh Cua sẽ, bữa nay là nhập hàng mới lên, là vừa mới sắp xếp đưa lên trên kệ, rồi một lát nữa mình sẽ qua bên quán bún nước lèo thăm quán bún. Mới nay đi suốt à, ít ghé cửa hàng. Để coi về cửa hàng coi còn cái nóc không. Cá sặc này là
Bên mình bán khô nha, còn cái mình đang ăn á là cá sặc một nắng, cho nên cái thịt nó mềm hơn. Một nắng thì nó sẽ bự hơn, nhưng mà bên mình không có bán một nắng nha các bạn. Tại vì một nắng bảo quản khó lắm. Chỉ giao trong thành phố Hồ Chí Minh thôi, nhưng mà cái này là để nhà ăn. Chả mực. Món này thì mình không có bán nha, mình mua ở ngoài. Đấy. Chiên nóng rồi xong rồi chấm với tương ớt. Thèm quá rồi. Mà hình như chả mực chỉ có chiên thôi. Chiên nóng mà chấm tương ớt là ăn thấy ngon nhất. Sẵn đây thì cô vẫn còn áp dụng chương trình mua mắm tôm hũ bự như thế này. Hũ này là hũ 1 kg nha. Đây. Mua 3 hũ sẽ tặng 1 hũ 550g. Sẽ áp dụng tới hết lễ nha các bạn. Nếu mà các bạn đặt đơn hàng từ đây cho tới ngày 1 tháng 5 đó, thì chốt đơn trong khoảng thời gian đó thì mình sẽ giao hàng sau ngày 1 tháng 5 nha. Thì là chương trình còn áp dụng mua 3 hũ lớn tặng 1 hũ nhỏ 550g. Giá của hũ nhỏ là 190.000, còn giá của hũ lớn này là 320.000 một hũ nha. Tôm không á, đầy tôm luôn. Các bạn biết rồi, Ánh Cua đã về nhà quay vô mắm tôm rồi, cách làm mắm tôm như thế nào rồi đó. Đây là, nói chung cũng rất là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mắm tôm chua của Ánh Cua, bán rất là mạnh luôn. Vừa mới lên hàng liên tục, không kịp làm để giao cho cả nhà luôn. Vừa mới lên, cái này lên hồi nào ha bạn? Sáng nay hả? À, hồi hôm qua, đúng không? Hôm qua lên 10, lên làm một lần là làm gần hơn 400 hũ. Xong rồi mình lên chiều hôm qua là nhận, là sáng nay mới cui thùng ra chất lên. Dạo gần đây á, mấy ngày đây á, Sài Gòn nóng ơi là nóng luôn. Ăn nồi canh rau má cho nó mát. Hồi nãy là mua về cho cả nhà là nước nước ép rau má. Nước rau má uống cho mát. Trời, nóng gì mà 40 độ á. 40 độ ra mà cảm thấy là say sẩm mặt mày luôn á. Sốc nhiệt. Bước vô trong nhà mở máy lạnh xuyên suốt luôn. Mấy hôm nay là máy lạnh chạy công suất lớn luôn á. Mà vẫn thấy không chịu nổi, vẫn nóng, tại vì ở ngoài nó quá nóng. Ăn đâu má mát tối khỏi đội nón. Tối có đội nón hả? Hả? Tại vì bình thường ngủ đâu có đội nón. Ăn miếng ba kiến nữa nha. Trời ơi, các bạn mua về á, trừ những cái miếng chanh này với mấy cái ớt này nha, thì một hũ khui ra thì nó sẽ có ớt xiêm xanh rồi ớt đỏ như vậy nè. Cái nước nó sần sò tại vì nấu nước đường á. Rồi xong rồi là 3 kg muối là mình tách sạch sẽ hết. Là bỏ gạch. Thì để gạch vô thì để lâu không được, nó sẽ nhanh hư. Rồi tỏi mình bầm nhuyễn ra nữa, rồi thêm là nước ớt. Đó. Các bạn nhớ đặt 3 kg nha, tại vì mỗi lần trộn là mình trộn không có nhiều đâu. Để bán hết đợt này xong rồi cái hết rồi mình mới trộn tiếp, mình bán tiếp, tại vì để lâu không được. Đây, Ánh Cua giới thiệu cho các bạn những sản phẩm mà Ánh Cua vừa mới lên hàng nha. Khô cá sặc. Đó, nhiều khách hàng đã mua sản phẩm bên Ánh Cua thì biết rồi, cách đóng gói là một gói như vậy là 1 kg. Cái này là size từ 8 tới 9 con, 460.000. À không, cái gói này là 10 con nha, 10 con thì là 440.000, còn 8 tới 9 con là 460.000. Ở dưới này là 8 con nè. Đó. Thì nó cũng xem với nhau, chỉ có là loại 8 con thì nó bự hơn chút xíu thôi. 8 tới 9 con nha các bạn.
chứ không phải là gói nào cũng 8 con, có gói 8 con, có gói 9 con. Rồi khô mực câu, hiện tại thì đang có chương trình mua một gói khô mực câu. Cái này là chưa có vô nhãn rồi. Đây gói có nhãn nè. Ủa không phải. Đây, một gói khô mực câu bất kỳ thì anh cô sẽ tặng một hũ chẩm chéo. Chẩm chéo giá là 100 ngàn một hũ. Này là chẩm chéo của anh Hải Saba TV nha. Đó, mua 1 ký bất kỳ thì bên mình là khô mực thì có 4 size, size từ 24 tới 26 con. Cái gói trên tay anh cô là 20, size này là 25 con nè. Thì từ 24 tới 26 con là 1.290.000 một ký. Còn cái loại 12 tới 15 con thì là 1.390.000. Loại 8 tới 10 con thì là 1.490.000 một ký. Và còn size 18 tới 20 con nữa thì các bạn nếu mà muốn tư vấn size và mua khô mực câu thì có thể gọi số hotline 0915999550 nha. Và ba khía thì một hũ này là 800g nè, này là chưa gắn nhãn mác, khi nào các bạn mua thì mình sẽ gắn nhãn mác lên. Đó, một hũ đầy ba khía luôn, trộn sẵn mình mở ra là mình ăn liền, 250.000 là hũ này. Ơi, có nhãn mác đây, trời ơi. Đây có nhãn mác, đây là mình nếu mà xách tay thì đi thì không vấn đề gì nha, tại vì xách tay thì đi đi nước ngoài thì nhanh hơn, còn bây giờ thì anh cô chỉ nhận giao hàng trong nước thôi. Những sản phẩm mà mình đi nước ngoài thì bây giờ chỉ có tôm khô nè, khô mực câu, bánh phồng tôm, bánh phồng chuối. Đó, những sản phẩm mà đi lâu ngày thì không có vấn đề gì hết, nó an toàn hơn. Ba khía đây em trả. Rồi còn nhiều sản phẩm khô cá lóc, khô cá dứa. Đây, khô cá dứa là mình sẽ bán theo con nha. Cái này là cái con này là nó chưa tới 1 ký nè, có con trên 1 ký, có con dưới 1 ký. 600-700g con, hoặc là con có con ký 2, ký 3, ký 4, ký rưỡi gì đó, tùy theo size thôi. Các bạn muốn mà mua con bự thì mình lấy cỡ con cỡ 1 ký hơn. Này, khô cá lóc thì cũng đóng gói như thế này nè. Khô cá lóc này là cá lóc nhỏ nha các bạn, ăn thịt nó mềm và nó thơm hơn. Cái này khô cá lóc thì mình chỉ để thời hạn chỉ được 3 tháng thôi. Nhưng mà mình để tủ đông á, chứ nếu mà để tủ mát thì nó sẽ ngã sang cái màu nó vàng hơn. Còn cái này là cá mới thì các bạn nhìn thấy cái cá bên trong của mình á, thịt nó trong và nó trắng hơn. Tôm khô mình là còn có bao nhiêu đây thôi, cho nên là các bạn tranh thủ nha. Loại 1 nè, này là tôm loại 1. Đó, nhãn mát, đóng gói đi nước ngoài. Tôm khô đất, tôm thiên nhiên, loại 1 là 1.720.000 một ký, gói 500g là 860.000 một gói như thế này. Nếu mà cần hộp thì bên mình sẽ bỏ một cái hộp tôm khô vô luôn. Bây giờ là mua tôm khô, 1 ký tôm khô sẽ tặng một hũ củ kiệu. Củ kiệu hũ đó là cỡ gần nửa ký á. Vừa mới chất ra luôn các bạn. Chuẩn bị là chất lên sẵn thôi, tại vì chưa có thời gian. Qua lễ thì mình sẽ dán nhãn. Thì từ mình sẽ nhận hàng từ ngày hôm nhận đơn lên đơn ngày hôm nay. Rồi tới qua lễ là mình sẽ giao hàng cho các bạn. Thì đi tỉnh thì tầm khoảng từ 2 tới 3 ngày là các bạn sẽ nhận được rồi. Còn trong Sài Gòn thì nếu mà mình cần gấp á, thì mình sẽ ship hỏa tốc. Với lại là bây giờ thì mua hai sản phẩm bất kỳ trở lên thì anh cô sẽ phi ship đi bưu cục nha, gửi hàng tiêu chuẩn. Thì cỡ 3 ngày, tối đa là 3 ngày các bạn sẽ nhận được. Nhiều khi nhận sớm hơn không chừng. Rồi bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm đặc biệt 70% tôm. Rất là vui vì được rất là nhiều khách hàng bên anh cua là ủng hộ hàng mới. Mình không có giới thiệu nhiều, quay nhiều trên clip giống như hàng bánh phồng tôm loại 50% trước đây. Nhưng mà khách biết tới rất là nhiều, tại vì tới quán bún nước lèo ăn xong rồi mua rồi giới thiệu rồi đặt số lượng nhiều nữa. Cho nên là anh cua là liên tục là sản xuất, là bây giờ là không ngớt cái hàng này luôn, là có là số lượng lớn rồi. Thì cái hộp này là 250g, còn hộp này là 500g. Đó,
Hộp này 500 gram thì là 300 ngàn một hộp, 70% tôm nha các bạn, loại đặc biệt nha. Nhiều nhiều khách đó, coi clip không kỹ hết lại đi so sánh với cái loại, ủa bộ lên giá hả, cái đợt trước là mua 1 ký 380 mà, nhưng mà không, cái đó là loại 50% tôm, là cái hộp màu đỏ. Đây là cái bánh này đó, màu đỏ, hộp màu đỏ thì là chỉ có 50% tôm thôi, còn cái loại màu xanh này là 70% tôm tôm tươi á các bạn. Thì cái này cao cấp hơn, loại đặc biệt nhất rồi á. Hiện tại thì trên thị trường là 70% tôm là đã đặc biệt rồi. Thì cái hộp này á, 50% tôm là 380.000 một ký, còn loại 70% tôm là 600.000 một ký. Mật ong rừng U Minh, cái này là ông mật nè. Ông ruồi. Ông mật, ông ruồi ở trên đó. Ông ruồi thì 1 lít là 1.3 triệu một lít. Còn ông mật á, là 720.000 một lít. Nhưng mà mình bán hũ này á, thì là vô là 380ml. 380ml là 495.000 hả bạn? À. Rồi. Đó, thì cái này là mật ong nguyên chất nha các bạn. Mật ong rừng U Minh Cà Mau. Bên mình tất cả sản phẩm đều là đặc sản Cà Mau. Và mật ong nguyên chất, không qua xử lý, không pha, không gì hết. Thì khách hàng bên mình là thường là mua để mà người ta uống bị tiểu đường á, là uống rất là nhiều và dùng tới bây giờ luôn. Từ lúc mà anh cua bán là mua tới hiện tại bây giờ vẫn mua, tại vì mật ong mình bên mình là các bạn thấy là cái ga, cái bọt này kia nó lên rồi còn y nguyên luôn nè, tại vì mình để nguyên chất luôn, không có xử lý gì hết. Rồi, cái này là mình đem xuống dán nhãn từ từ. Này là mấy bạn đang làm. Ok, bây giờ là mình sẽ qua quán bún nước lèo nha. Thì qua bên đó anh cô sẽ thông báo ngày nghỉ của quán bún nước lèo. Ok. Giờ là anh cô đi qua bên quán bún nước lèo CC25 đường Trường Sơn, phường 15, quận 10 các bạn. Rất là gần bên shop đặc sản thiên nhiên luôn. Thì cái lịch nghỉ lễ của CC25 bên đây là sẽ nghỉ cũng 4 ngày, nhưng mà bắt đầu từ ngày 1 tới ngày 4 tháng 5. Có nghĩa là từ ngày 1 tháng 5, ngày 2 tháng 5, ngày 3 tháng 5, ngày 4 tháng 5. Thì 4 ngày đó mình nghỉ, bán lại vào ngày 5 tháng 5. Thì hẹn các bạn vào ngày 5 tháng 5 nhớ lịch mở cửa của bên mình rồi tới ăn ủng hộ mình nha. Thì với lại là các bạn thấy là bây giờ là cái hệ thống phun sương của anh cua làm á, nhưng mà nó vẫn không đỡ nóng, tại vì thời tiết Sài Gòn mấy ngày gần đây á, cũng cảm giác là nó nóng lên hơn rất là nhiều luôn. Đi ra đường là cảm thấy hơi bị bực bội trong người á. Cho nên là bây giờ mình thấy là thời tiết càng ngày càng nóng thì thôi. Bây giờ là mình trong cái thời gian nghỉ lễ á, là mình sẽ dành ra 2 ngày. Ngày 3 và ngày 4 là mình sẽ đóng cái vàng La Phong, cũng như là cho nó đỡ nóng và khách ăn buổi trưa cũng cho nó đỡ nữa. Tại vì ăn vừa món nóng mà buổi trưa mà ngồi nóng nữa thì cảm giác nó không có được thoải mái. Thì anh cua sẽ tiếp tục làm thêm cái phần đó. Thì các bạn nhớ ngoài mình bán cả ngày nha, từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Đây, mấy nay là món gỏi cuốn là rất là đắt hàng, kể cả tới ăn tại chỗ và kể cả mua đem về rồi đặt trên GrabFood rồi lô ship rất là nhiều. Bên mình thì có gỏi cuốn tôm thịt nè, gỏi cuốn bì. Gỏi cuốn tôm thịt thì 12.000 một cuốn, còn gỏi cuốn bì là 9.000 một cuốn nha. Đó, đợt này là mình cuốn nó dài hơn mà ăn nó đã hơn. Đó thì xứng đáng cái với một cái giá mà mình niêm yết luôn. Cho nên là các bạn nếu mà không tới ăn tại chỗ được thì có thể là lên trên GrabFood gõ bún nước lèo ánh cua để đặt gỏi cuốn nha. Ngoài gỏi cuốn thì còn có cháo cá nữa, thì mình có thể đặt trên app luôn. Đây, rau bây giờ là xế chiều thì mình không có đem ra nhiều, mình khoảng thường là khách tới đông là tầm khoảng sau 5 giờ, bây giờ là khoảng 3 giờ, giờ là anh cua là ăn xế. Giờ làm tô ăn xế nè, Quỳnh ăn không? Dạ ăn. Này.
giờ không có ai hết trơn. Ủa cô hai đâu rồi à? Cô đây đầu cá. À, cái này, bữa nay là cái khay này là đầu cá nhỏ luôn, cả cái bao tử nè bóng luôn á. Rồi à, tôm tôm cá, nói chung là vẫn giữ như chất lượng ngay từ những ngày đầu tiên mở bán cho tới bây giờ. Rồi heo quay, heo quay. Còn da nè, vẫn chưa. Có ai làm cho con hai tô ít bún một đặc tô biệt nha? Dạ. Mời cả nhà nha. Tô đặc biệt ít bún, chỉ là ăn xế thôi mà. Đó, bắp chuối là bên mình bào tai, nhiều khi đem ra mà không ăn liền á thì nó sẽ bị đen như thế này nha các bạn, nhưng mà nó vẫn giòn và ngon. Nhớ nha các bạn, nhớ là 4 ngày bên quán bún nước lèo sẽ nghỉ nha, từ ngày 1 tới ngày 4. Ngày 5 sẽ mở bán trở lại. Nhớ đến ăn lại nha. Rồi mời cả nhà. Với lại là bây giờ là bên Ánh Cua là bổ sung nước ép nữa, thì các bạn tới ăn thì mình có thể là thưởng thức các loại nước ép trái cây. Đây mời cả nhà nha. Quỳnh ăn sao nha. Mì lâu lâu thưởng thức lại cái hương vị bún nước lèo của mình, tại vì mấy nay là Ánh Cua đi suốt à, không có ghé để ăn, chắc cũng 5 ngày à. Đi 5 ngày á Quỳnh. Giờ test lại đúng không? À, giờ test lại. Muối ớt. Này là phục vụ nhiều sở thích của các bạn tới ăn luôn nè. Nước mắm ớt cũng có mà muối ớt cũng có luôn. Mời cả nhà nha. Quỳnh thấy heo quay này sao? Xuất sắc. được không? Cái này là Ánh Cua đang định làm thêm một cái món mà cũng có heo quay rồi có tôm,
rồi bì là một những nhiều nguyên liệu ở đây là mình có thể làm thêm một món, đó là bún bì các bạn, là chỉ có thêm dưa leo bào nữa thôi, còn rau cải xà lách gỏi cuốn là nó có đầy đủ rồi đó, là mình thêm heo quay nè, tôm nè, nước mắm chua ngọt thì có sẵn để chấm với gỏi cuốn luôn. Thì thêm một món nữa nếu mà các bạn sau lễ này các bạn có thể là kêu món bún bì để ăn thử nha. Này heo quay khỏi cần chấm. Rồi nước ép ra. Còn ép dưa hấu. Buổi trưa như thế này thì ăn xế như thế này thì uống một ly nước ép dưa hấu cho nó mát người. Ôi đã. Ngày hôm nay là anh cô tới cũng là trả lương sớm cho các cô bên quán bún rồi bên đặc sản, tại vì chuẩn bị nghỉ lễ các bạn, thì thường là các cơ quan hoặc là công ty là sau lễ mới trả lương, nhưng mà mình là trả lương sớm, tại vì tâm lý của mấy cô là trước khi nghỉ lễ là muốn nhận lương sớm để còn chi tiêu rồi gửi về nhà rồi đi về quê để có lương thì nó sẽ dễ hơn. Cho nên là bữa nay là mình sẽ phát lương sớm cho các cô. Thì ngày hôm nay là mình sẽ không có quay phát lương nữa. Trong những clip trước thì đã có quay rồi. Thì giờ mình chỉ qua mình gửi trực tiếp cho các cô thôi. Không phải là trong những clip trước á, nói chung là mình cũng đọc nhiều comment của các bạn á, tại sao mà phát lương để cho các cô chờ. Thì thật sự là các cô mình mỗi lần mình trả lương thì các cô chỉ thích nhận tiền mặt thôi chứ không có chuyển khoản, tại vì mấy cô ở dưới quê là không có mở tài khoản. Mình vừa mới mở cho các cô mỗi người là một số tài khoản để mình nói là mai mốt là tới lương là mình sẽ chuyển khoản hết, mình sẽ không có gửi tiền mặt, thì nhiều khi nó hơi bất cập cho mình á, thì các cô cũng không có chịu, tại vì không có quen sử dụng tài khoản, là phải đâu có biết đường đâu đi ra ngoài cây ATM để rút tiền, nó rất là bất cập luôn, mà cũng không biết, không xài điện thoại chuyển khoản trên mạng nữa, cho nên là chỉ muốn nhận tiền mặt thôi, và giống như là mình đưa tiền thì là đếm tại chỗ luôn, rồi vậy là xong, là rất là nhanh gọn lẹ, và các cô cũng quen như vậy trước giờ rồi, chứ không phải là mình làm cái gì đó nó hơi quá, thật sự là các cô muốn như vậy đó, cho nên là mình cảm thấy cái nào phù hợp thì mình làm, chứ nhiều khi có những các bạn không hiểu, chỉ mới xem qua một cái clip thôi mà đã đánh giá nhiều, có nhiều suy nghĩ nói mình như thế này như thế kia, thì mình cảm thấy cũng hơi buồn, nhưng mà không sao, quan trọng là các cô cảm thấy dễ trong cái vấn đề nhận lương như vậy, hoặc cái đó là đề xuất của các cô chứ không phải là của mình đó, mà thôi chia sẻ một chút xíu một góc nhỏ trong tâm hồn của mình. Như Quỳnh nè, Quỳnh thì thích nhận lương chuyển khoản, mình vẫn chuyển khoản luôn, nó không chịu lấy tiền mặt, mặc dù đưa tiền mặt nó vẫn không lấy, lúc mà phát lương cho các cô đó là trả nó tiền mặt nó không chịu, tại vì nó sợ xài hết. Còn các cô là có nhu cầu tại liền tại chỗ, là cũng như là có tiền mặt là các cô sẽ mua đồ hay này kia gửi về quê liền, hoặc là xài trực tiếp luôn. Còn Quỳnh là giờ nó đi ra ngoài á, nó mua cái gì đó toàn là chuyển khoản quẹt thẻ không à, cho nên là nhân viên mình cũng rất là chiều luôn, ý là rất là chiều luôn á, muốn chuyển khoản là chuyển khoản, muốn lấy tiền mặt là tiền mặt, chứ không phải là phát lương tiền mặt cái xong rồi phải quay lên rồi nhận nhiều ý kiến trái chiều như vậy. Thì mình cũng thật sự là ở đây mình cũng chia sẻ một chút xíu thôi, mong là mọi người cũng hiểu điều đó. Mà heo quay ngon thiệt. Không phải món mình bán mà mình khen. Tôm cá cũng tươi, heo quay cũng ngon, mứt lèo cũng rất ngon.
cô Ánh ơi, làm cho con ly nước ép táo nữa nha, không đường. Cho con thêm một ly ép dưa hấu nữa đi, thêm một ly nữa. Uống cho nó đã, nóng quá, Sài Gòn nóng quá. Không cần lấy con ly này đâu nha, lấy ly mũ được rồi. Kiểu cách là kiểu cọt quá. Này cái này nhẹ hả, không phải ly thủy tinh. Cô này tới mà khách kêu á, đừng có lấy cái nguyên cái ca ra đổ vậy nha. Vui không? Kêu kêu thêm một ly nữa không? Lấy nguyên ca hồi nãy ép còn đổ vô luôn. Không được nha cô. 10 điểm. À đúng rồi. À, khi nào khách kêu bỏ đường thì mình bỏ đường. Còn chủ yếu là mình ép, nước ép là mình uống nguyên chất không à. À, đã quá. Trời, nó mát lạnh đã. Này mắm đêm. Chị ơi, chị cho em thêm một chén nước mắm chua ngọt nữa nha. Nước mắm chua thêm ngọt. Nước mắm chua ngọt nữa. À, cái gỏi cuốn bì này nè các bạn, thì mình sẽ chấm với nước mắm chua ngọt thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn mắm nêm và tương á, thì mình gỏi cuốn tôm thịt. Đó. Một gỏi cuốn. Này là con rưỡi tôm chứ không phải ba con tôm đâu nha. Đây mời cả nhà nha. Cuốn nè, cái cuốn bì nó bự hơn không? Bự chà bá luôn á. Bì nó đội lên. Bì nhiều. Bì nhiều rồi có thịt nữa. Mời cả nhà nha. Rồi cũng cảm ơn cô Hai nha. Ê, đây đây. Thì đó. Mời cả nhà nha. Rồi. Ăn dặm thêm. Cười. Ăn dặm thêm. Cũng Quỳnh đi ăn xế mà nó cứ cười mỉm mỉm hoài à. Ăn xế, ăn đói rồi ăn khuya nữa. Cái bữa ăn khuya nữa. Thì ngày ăn bốn cử. Ăn khuya là tại vì do tự nhiên thức khuya á, đói bụng. Mà còn thức khuya mà còn coi, thích coi những kênh ẩm thực. Vậy nó mới đau chứ. Gỏi cuốn 12.000 cuốn. Nhưng mà trên Grab á, thì các bạn biết rồi, mình đưa lên trên Grab á, thì là mình phải chia phần trăm cho bên Grab. Hiện tại bây giờ là bên Grab tính là cũng các bạn có những quán ăn mà liên kết á, thì cũng phải là 27-30%. Cho nên là khi mà đưa lên trên Grab Food á, là cái giá của gỏi cuốn là 15.000. 15.000 một cuốn. Còn cái cuốn bì là 12.000. Đây, này là ép gì? Ép táo. Còn nước ép cốc nữa nha các bạn. À. Ly thứ mấy rồi chị? 2 ly. Không phải, hồi nãy một ly và thêm một cái ca đó nữa. Kiểu như cô đem ra, tao nhịn mày lâu lắm rồi nha. Không kêu một lần đi, kêu một lát cái kêu, một lát cái kêu. À, rồi, bây giờ thì anh cô xin kết thúc video ở đây nha. Thì nếu mà trong những ngày mà bên quán Bún Nước Lèo có bán thì các bạn có thể tới ăn và mua đặc sản có đầy đủ ở bên này nha. Ngoài đặc sản khô thì còn có chả tôm nguyên chất, giá là 1 ký là 480.000 một ký. Thì bây giờ thì anh cô xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ cho anh cô. Nhớ subscribe kênh của anh cô để không bỏ lỡ những video sắp tới nha. Còn bây giờ thì anh cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Vô Quỳnh. Vô Quỳnh uống gần hết rồi. Thêm ly nữa không? Thôi được rồi. Đem cái ca ra rót nữa.